Không anh thì còn ai? Không anh. Thôi đi về luôn ai. Đi anh để tụi em kết thúc cái số này cho nó sớm. Em thì em nghĩ là chắc là chương trình làm ngắn gọn thôi rồi xong rồi đó. Lên đi. Thôi rồi xong rồi đó. Lên đi. Lên đi. Có một lời muốn gửi đến chàng trai em thích một chiếc sung mê mê, đó là em có hàng triệu người theo dõi nhưng em chỉ muốn theo dõi một mình anh thôi. Sao cái gì nó ứng vậy ta? Em có hàng chúng triệu. Ta nên gặp gỡ cô gái ấy để xem cô gái ấy có phải là cô gái đã bật đèn xanh cho một trong tám các em ở đây mà các em chưa biết hay không nha. Xin mời các em cùng hướng lên màn hình để chào đón cô gái của chúng ta ngày hôm nay nha. Nhưng dù cho có cá tính và mạnh mẽ đến đâu thì em vẫn bị tan chảy trước nụ cười của anh. Em thích anh không chỉ đơn giản vì ngoại hình, vì cách anh nói chuyện hay tài năng của anh, mà bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó anh đã chạm đến trái tim em. Chỉ thấy có một sự đỏ mặt nhẹ của Luhan. Anh không nghe bạn nữ nói hả? Thích anh cười nè, thích tài năng của anh nè. Ở đây ai cũng cười đẹp mà. Tài năng ca hát nè, tốt mặt Việt Nam nè. Không anh thì còn ai? Không anh. Thôi đi về luôn đi anh, để tụi em kết thúc cái số này cho nó sớm. Em thấy lúc mà cô gái ra anh Bin thì khoái lắm. Anh Bin khoái, anh Bin khoái lắm. Phải gặp Bin ngoài mới được em. Sao lại không? Sao lại không? Chứ không thích bạn à? Không phải, ơn chưa? Không phải. Gì mà dãy nảy lên. Gì mà dãy nảy lên. Ý tôi là... Là sao? Ý tôi là gu của bạn thân tôi, Đức Ứng. À, Đức Ứng á hả? Dạ, à. Bạn... Hey, what happened? Đừng nhìn buồn hết to lên, ô thật xa ra anh hề. Chỉ em cái gì gì trong không gian một người tí hôn này. Đã nỡ yêu anh mất rồi, quá ôm mê anh thôi trời. Em nghĩ là chắc là chương trình làm ngắn gọn thôi rồi xong rồi đó. Lên đi. Thôi rồi xong rồi đó. Lên đi. Lên đi. Lên đi. Ủa? Bạn ấy bật đèn xanh đấy. Bật đèn xanh. Anh không biết tại sao em thích màu hồng nhưng mà anh nghĩ là em cứ tiếp tục thích anh đi. Không, cứ tiếp tục nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt màu hồng đúng không? Tức là nhìn cái gì cũng thấy tiêu cực, nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu và... Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tức là nhìn cái gì cũng thấy tiêu cực, nhìn cái gì cũng thấy tiêu cực, thấy tiêu cực, thấy tiêu cực, thấy tiêu cực, nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu và... Tiêu cực là sao? Tích cực chứ? Tích cực. Sao nhìn cái gì cũng thấy tiêu cực cơ? Đúng quá, chết rồi. Chết rồi. Em cũng có một lời muốn gửi đến chàng trai em thích. Một chiếc sung mê mê, đó là em có hàng triệu người theo dõi nhưng em chỉ muốn theo dõi một mình anh thôi. Sao cái gì nó ứng vậy ta? Em có hàng triệu người theo dõi nhưng em chỉ muốn theo dõi một mình anh thôi. Lúc đó là kiểu bạn ấy cũng nhắn tin cho các nhiều sự á, xưng vợ chồng các kiểu vậy, mà trong thời gian đó là đang quen em. Nói thì em có hỏi thì bạn đó lại bảo là em không thông cảm với bạn đó. Sau đó thì bạn ấy chửi mắng em rất là nhiều, rồi còn dùng dây nịch đó đánh em nữa. Wow. Lúc đó em rất là buồn, rất là đau khổ. Nên cái lúc mà bạn ấy đi á, em đã gạch tay. Tại vì lúc đó em rất là đau lòng nên em muốn làm đau bản thân để cho em không còn cảm thấy đau lòng nữa. Hôm nay em có thoát ra khỏi khu rừng và tìm được hạnh phúc của mình hay không, tất cả là nhờ vào nó nha.